Ok, chào mọi người và đồng hành. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với chuỗi How to Better Your Writing at Sentence Level. Thì lâu rồi mình không có rảnh thời gian để mình làm mấy cái series này, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu làm lại ha. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ pick ra một cái phần overview của một cái phần task 1 mà học viên của mình mới viết. Rồi, đây là cái đề The table shows energy used in millions of tons in three countries from 2000 to 2001 and the increase in usage since 1990. Rồi, thì cái đoạn này là cái đoạn overview mà bạn viết cho cái bài này ha. Thì bạn viết là in general, the consumption of Japan was significantly lower than the two remaining countries and the percentage of usage was also the slowest since 1990. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào mình xem thử bạn viết sai gì ha. Cái phần đầu tiên mà bạn viết sai là cái chữ consumption of Japan. Tại vì cái chữ consumption thường thường mình sẽ nói theo kiểu là cái việc tiêu thụ cái gì đó đúng không? Nhưng mà ở đây nếu mà mình ghi là consumption of Japan á, thì nhiều khi người ta sẽ hiểu lộn thành theo kiểu là nó tiêu thụ Japan. Cho nên nó sẽ rất là không có make sense. Thì chỗ này mình nên sửa lại một chút. Ví dụ thì kiểu mình có thể sửa lại là the consumption of energy in Japan. Thì nó sẽ rõ nghĩa hơn là ở đây mình đang nói về cái việc tiêu thụ năng lượng. Rồi, hoặc là mình cũng có thể ghi theo kiểu là Japan's energy consumption luôn. Tức là cái việc tiêu thụ năng lượng của Japan. Mình ghi kiểu nào cũng được ha. Rồi, tiếp theo cái chữ significant. Cái chữ significant thường thường nó sẽ có nghĩa là đáng kể đúng không? Thì ở đây bạn đang sử dụng cái chữ significant này để bổ nghĩa cho cái chữ lower ở đằng sau. Tức là hay kiểu nó thấp hơn và thấp hơn rất là đáng kể luôn á. Nhưng mà ở đây mình đang bổ nghĩa cho một cái tính từ là chữ lower, cho nên mình không thể nào sử dụng một cái tính từ khác là cái chữ significant được, mà mình phải đổi nó thành trạng từ. Cho nên trong trường hợp này phải thêm cái đuôi ly đằng sau, chứ mình không có ghi là significant không được. Ok. Rồi, tiếp theo là cái chữ two remaining countries. Thì giống như hồi nãy mình nói, tại vì cái phần này là cái phần overview, thì ở trên là bạn đã có viết introduction rồi, bạn đã giới thiệu mấy cái nước ở đây là những cái nước gì. Cho nên trong trường hợp này á, mình không có thể nào mà ghi two remaining countries không như vậy được, mà mình phải thêm chữ the vô để thì nó đã xác định. Với lại thêm một cái nữa, khi mà mình ghi như vậy không á, thì nó sẽ tạo cảm giác hay kiểu là mình đang lấy cái consumption mình so sánh với một cái đất nước. Nó sẽ không có parallel, nó không có tương đương với nhau. Cho nên trong trường hợp này á, mình nên sửa lại một chút, mình nên chữ that vô. Thì cái chữ that này nó sẽ tương đương với lại cái chữ consumption. Nói thì kiểu là cái consumption của Japan thì nó sẽ thấp hơn là cái consumption của mấy cái nước còn lại. Có bạn hỏi mình đó là tại vì sao cái consumption của hai cái đất nước thì không đổi thành dose để cho nước số nhiều luôn. Thì tại vì consumption nó là một cái danh từ không có đếm được, cho nên mình chỉ có thể sử dụng chữ that để mình thay thế cho nó thôi, chứ mình không thể nào để sử dụng dose được hết. Rồi, tiếp theo thì sau khi mà mình sửa được những cái lỗi đó thì mình sẽ có cái này. In general, Japan's energy consumption was significantly lower than that of the two remaining countries. Bạn ghi tiếp là the percentage of usage was also slowest since 1990. Cái chỗ này nó sẽ hơi sai một chút, tại vì mình để ý nè, ở đây á, là mình đang để thể hiện cái percentage của cái việc tăng lên. Nó ghi là increase since 1990, về sau nó cho mấy con số phần trăm đúng không? Cho nên mình không thể nào nói là the percentage of usage được. Thì cái chỗ này mình phải sửa lại là the changes hoặc là the increases in Japan's usage. Tức là cái sự thay đổi hoặc là cái sự tăng lên. Thật ra mình ghi increases luôn ha, tại vì cái bài này nó đang nói về mấy cái việc tăng lên. Rồi, với lại thêm một cái chữ usage nữa. Cái chữ usage này là mình đang sử dụng để mình thay thế cho cái việc consumption đúng không? Thì có rất nhiều bạn hay bị lộn mấy cái chữ như là chữ usage này, chữ use này với lại cái chữ consumption. Thì bây giờ mình sẽ phân biệt nó luôn ha. Khi mà mình nói về consumption of something, nó sẽ có nghĩa hay kiểu là cái việc sử dụng hoặc tiêu thụ một cái gì đó, hoặc là cái lượng mà mình sử dụng hoặc là tiêu thụ. Tức là hay kiểu nó là the use of something hoặc là the amount of something used. Ok, cái chữ use á, mà khi mà nó là danh từ thì nó sẽ có nghĩa là cái mục đích, cái purpose mà mình sử dụng nó, hoặc là cái việc mà mình sử dụng nó. Ok, một cái chữ usage thì nó có ba nghĩa đó luôn. Nó sẽ vừa là cái việc sử dụng nè, cái cách sử dụng, hoặc là cái lượng sử dụng. Cho nên trong trường hợp này á, khi mình nói về cái lượng sử dụng của năng lượng ở Japan á, thì mình có thể sử dụng chữ usage cũng được, hoặc là sử dụng chữ consumption cũng được. Ok. Rồi, thì trong trường hợp này, tại vì mình đang sử dụng cái chữ percentage of usage, nhưng mà bạn lại sử dụng cái tính từ là slowest để mà mình diễn tả cho nó, thì tất nhiên là nó sai, tại vì mình không có thể nào nói là cái percentage nó slow được. Cho nên cái chỗ này nè, mình nên sửa lại là smallest hoặc là the least significant thì nó sẽ chính xác hơn. Thì ở trên kia mình đã sử dụng cái chữ significant rồi, thì ở đây mình ghi smallest cho nó đỡ bị lạc từ ha. Thì sau khi mình sửa lại hết tất cả những cái lỗi đó thì mình sẽ có câu như vậy. In general, Japan's energy consumption was significantly lower than that of the two remaining countries, and the increases in Japan's usage was also the smallest since 1990. Okay, rất là đơn giản đúng không?
Nhưng mà thật ra khi mà mình viết cái overview trong một cái bài như vậy á, thì mình không có chỉ nên nói về một đất nước như vậy không, tại vì ở đây là nguyên một cái overview, bạn chỉ đang nói về cái Japan thôi, thì nó sẽ không có đầy đủ, nó không có cover được hết cái nội dung ở trong nguyên một cái hình luôn, tại vì ở đây nó tới ba nước lận. Cho nên thật ra khi mà các bạn viết cái mà các bạn muốn làm cho nó hay hơn á, thì các bạn cũng nên make một cái comparison, tức là mấy bạn nên so sánh giữa ba cái nước này với nhau. Ví dụ như mình có thể nói là Australia với lại USA thì cái total của nó cũng khá là xem như, đúng không, trong khi đó thì Japan đó là cái thằng thấp nhất. Rồi sau mình cũng đừng nên chỉ nhìn vô cái lượng mà nó sử dụng không, mà các bạn cũng nên để ý cái lượng mà nó tăng lên á. Thì ví dụ như mình nhìn vô đập vô mắt là USA là cái lượng tăng lên là nó cao nhất nè. Thì những cái thể loại đó đó, các bạn nên include vô trong cái phần overview để cho nó có một cái clear comparison giữa mấy cái đất nước này với nhau. Thì cái điểm của mình nó sẽ tốt hơn. Ok, thì mình hy vọng là video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thể cải thiện cái năng writing. Và nếu như các bạn thấy hay, đừng quên like, share và follow Crush IELTS trên YouTube để cập nhật những video mới nhất của mình và cô Như ha. Ok, see you.